Đây sẽ là một trong những chiếc điện thoại có thể sẽ có doanh số bán cực kỳ chạy trong thời gian sắp tới, và nó có hai cái điểm vô đối ở trong cái tầm giá khoảng trên dưới 4 triệu. Thứ nhất, đấy là nó có sạc 120W. Ở trong cái tầm giá này không có bất kỳ một cái chiếc điện thoại nào có sạc nhanh hơn chiếc điện thoại này, và nó cũng sẽ có một cái con chip phải nói là rất mạnh ở trong cái tầm giá, đấy là Dimensity 8100. Và đây chính là Redmi Note 11T Pro, lại còn Plus nữa. Các bạn nhìn này, Redmi Note 11T Pro thì mình đã có một cái video mở hộp ở trên kênh YouTube của mình rồi. Đấy, tuy nhiên là cái phiên bản Pro lại còn Plus nữa thì mình chưa mở hộp bao giờ. Đấy, và trong cái quá trình mở hộp cái phiên bản này thì mình cũng sẽ so sánh nó luôn, so sánh nhanh với cả cái phiên bản Note 11T Pro để xem là những cái sự khác biệt của nó là gì nhá. Đó. Rồi, ít nhất là từ cái chữ dòng chữ 120W này là chúng ta đã có thể thấy được là cái sự khác biệt rồi này. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128, và đây là phiên bản tối thiểu của cái chiếc điện thoại này rồi. Như vậy, so với cả Redmi Note 11T Pro, phiên bản tối thiểu là RAM chỉ là RAM 6 thôi, thì RAM tối thiểu nó đã được nâng cấp lên rồi, bây giờ đã là 8GB rồi. Tiếp tục nữa nào, ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có một số những thông tin nữa, ví dụ như là công nghệ âm thanh Dolby Atmos này, công nghệ về màn hình là Dolby Vision này. Đấy, chúng ta sẽ có Hi-Res Audio với cả Wireless luôn, đây là công nghệ về âm thanh. Đấy, và các sản phẩm này thì được sản xuất vào tháng 6 năm 2023. Đấy, tuy nhiên là đến tận bây giờ mình mới có cơ hội để mà trên tay. Đấy, bởi vì cũng chia sẻ luôn với cả các bạn, đấy là các anh ở bên Điện Thoại Hay thì cũng có nói đấy là khi mà giá sản phẩm mà nó phải tốt thì người ta mới đưa về. Bây giờ mới 100% trên dưới 4 triệu đồng, giá các bạn cũng có thể nhìn thấy trên hình luôn. Rồi, chúng ta sẽ xem ở bên trong hộp này nó sẽ có những gì nhá. Mình nghĩ là cái giá trị nhất mà chúng ta mong chờ sẽ là cái củ sạc đấy. Bên trong hộp này chúng ta sẽ có que chọc SIM này. Đấy, chúng ta sẽ có gì nữa nào? Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một cái ốp lưng dẻo trong suốt như này. Đây vẫn là cái form ốp lưng đời cũ của những sản phẩm Xiaomi thôi. Đời mới bây giờ là ốp lưng là nó đã chuyển sang cái màu đen tối màu rồi, nó không phải là trong suốt nữa. Đấy, thì nói chung là mỗi cái nó có cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Với cái ốp lưng trong suốt như này thì nó sẽ giữ được cái màu sắc ở phía mặt lưng, và kiểu như là nó chống va đập nó sẽ rất là tốt. Tuy nhiên nhược điểm là về lâu về dài nó sẽ biến thành màu cháo lòng. Đấy, là cũng nói luôn với cả các bạn. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần này để nó che đi cái cổng sạc ở đây. Tuy nhiên là nếu mà đeo ốp lưng vào thì mỗi lần các bạn sạc các bạn sẽ mở cái này ra, mình thấy nó hơi bất tiện một tí. Nhưng mà ít nhất là đậy cái này vào, nó cũng sẽ giúp cho máy của các bạn nó tăng thêm một chút xíu về cái khả năng kháng nước kháng bụi. Đấy, còn mặc định thì con này đã có kháng nước kháng bụi là IP53 rồi nhé các bạn nhé. Đó, rồi. Ok, và đây bên trong hộp chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Bên trong hộp chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C, và chúng ta sẽ có một cái củ sạc nhanh 120W, các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ ràng như này đây. Đây chính là giá trị một cái chiếc điện thoại tầm giá 4 triệu thôi, mà nguyên cái giá trị củ sạc này chắc chắn mình nghĩ các bạn là phải là tiền triệu. Nói luôn là tiền triệu thì mới có được một cái củ sạc 120W như này nhá. Và theo công bố của nhà sản xuất nó chỉ mất có 19 phút là sạc đầy pin thôi. Và tất nhiên cái chiếc điện thoại của chúng ta thì cũng sẽ có luôn một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này đây. Đó. Rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ toàn bộ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về Redmi Note 11T Pro, lại còn Plus nữa nhé. Quay trở lại với Redmi Note 11T Pro Plus thì về cơ bản là cái form thiết kế nó sẽ giống hệt với cả phiên bản 11T Pro thôi, không có điểm gì khác biệt cả. Chất liệu thì sẽ vẫn là chất liệu bằng nhựa nhé các bạn nhé. Khung viền thì cũng là khung viền bằng nhựa nhé. Đấy, và cái mặt lưng này thì nó là mặt lưng nhựa nhám, nó vẫn để lại mồ hôi và dấu vân tay đối với cả cái phiên bản màu đen mà mình đang cầm ở trên tay này. Đấy, và cái phần nhựa thì rõ ràng là nó sẽ rất là dễ xước rồi. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là 10 người được tặng ốp lưng thì chắc là 9 người chúng ta sẽ sử dụng thôi. Cái phần mặt lưng ở phía sau này thì nó cũng sẽ bo góc vào một chút để giúp chúng ta cầm nắm nó đỡ bị cấn tay hơn. Nhìn xung quanh cạnh máy thì chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Bên cạnh trái này thì không có gì này. Bên cạnh phải, ngoài phím nguồn kim luân cảm biến vân tay một chạm thì chúng ta sẽ có cả phím tăng giảm lượng. Đấy, phía dưới này chúng ta sẽ có cổng sạc USB Type-C này. Đấy, loa ngoài, mic và khay SIM. Tất nhiên nó sẽ có loa kép nhé, một loa phía dưới này và một loa phía trên này luôn này. Đấy, phía trên này thì còn có cả mắt thần hồng ngoại để điều khiển các thiết bị bên trong gia đình, ví dụ như TV và điều hòa. Đấy, rồi là một cái jack cắm tai nghe 3.5 nữa. Đây, mở sáng màn hình lên thì các bạn có thể nhìn thấy là mình đã để độ sáng lên đến mức tối đa này rồi đây. Đấy, tuy nhiên là cái màn hình thì nhìn nó cũng không được đến mức độ sáng lắm. Tại vì sao? Tại vì cái tấm nền của nó chỉ là IPS LCD mà thôi. Độ sáng của nó rơi vào tầm khoảng 650 nits, nghĩa là cao hơn một chút xíu so với độ sáng của iPhone 11. Đánh đổi lại với việc là tấm nền nó không phải là AMOLED, nó chỉ là IPS LCD thì nó sẽ có một cái tần số quét rất là mượt mà, đấy là 144Hz. Và cũng nói luôn, đây là tần số quét cao nhất ở trong tầm giá này, không có bất kỳ một cái điện thoại nào có tần số quét màn hình cao hơn cả. Màn hình này thì sẽ có kích thước là 6.6 inch, độ phân giải sẽ là Full HD+,
mật độ làm ảnh là 407 ppi, về cơ bản là đủ sắc nét rồi. Và màn hình này thì giống hệt so với cái phiên bản 11T Pro nha các bạn nhé. Cái màn hình IPS ấy, thì mình thấy là cái nhược điểm của nó đấy là cái màu đen của nó sẽ không sâu bằng màn hình AMOLED, độ tương phản cũng sẽ không cao bằng, và tất nhiên độ sáng cũng sẽ không tốt bằng, khi mà ra ngoài trời nắng nhìn nó sẽ không rõ ràng như là cái màn hình AMOLED. Tuy nhiên là về màu sắc ấy, thì nó rất là chân thực và nó không bị đậm, không bị đẩy lên một tông giống như màn hình AMOLED, thì đấy cũng là cái ưu điểm của màn hình IPS LCD. Về phần hiệu năng thì đây, con chip sẽ là con chip Dimensity 8100, có thể coi như là mạnh nhất ở trong cái tầm giá khoảng 4 triệu như này. Ngoài ra nữa thì RAM ROM tối thiểu là 8128 là đã hơn so với phiên bản 11T Pro là 6128 rồi. Đấy, ngoài ra nữa thì nó cũng sẽ có những phiên bản là 8256 và 8512. Tốc độ đọc ghi bộ nhớ trong là UFS 3.1 cũng thuộc hạng rất là nhanh ở trong cái tầm giá này. Không phải nhanh nhất nhưng mà như thế này đã là rất là nhanh rồi. Về điểm số AnTuTu các bạn cũng có thể nhìn thấy luôn này. Đấy, điểm số là tầm khoảng 830.000 điểm. Đấy, CPU là tầm khoảng 252.000 và GPU giờ tầm khoảng gần 200.000 điểm. Về camera thì nó vẫn y hệt so với cái phiên bản trước thôi. Đấy là nó sẽ vẫn có một camera chính có độ phân giải là 64 chấm, camera góc siêu rộng có độ phân giải là 8 chấm và macro thì có độ phân giải là 2 chấm, camera selfie thì là 16 chấm. Nói chung là vẫn giống hệt thôi. Còn cái cắt giảm ở đây là gì? Đấy là cắt giảm về pin. Khi bây giờ pin của nó không phải là 5.000 nữa mà nó chỉ là 4.400 thôi. Đấy, nó hy sinh về pin cỡ tầm khoảng mười mấy phần trăm pin ấy. Nhưng cái được ở đây là gì? Đấy là nó sẽ được cái sạc 120W, sạc nhanh gấp đôi, gần như gấp đôi so với sạc 67W của cái sản phẩm cũ. Như vậy thì bây giờ nếu mà mình so sánh giá của hai sản phẩm này đều là tầm khoảng trên 4 triệu thì cái phiên bản Pro Plus này nó sẽ có hai điểm hơn so với cái phiên bản Pro. Đấy là nó sẽ hơn về RAM và hơn về cái sạc là 120W, nhưng sẽ phải hy sinh về pin. Thì cá nhân mình nghĩ là pin ý, là cái thứ mà chúng ta có thể khắc phục được bằng việc là có một cái cục pin dự phòng. Tuy nhiên sạc siêu nhanh thì không thể độ thêm được, và cái RAM thì chỉ có cách độ thêm bằng cách là thêm tiền thôi. Đấy, thì không biết ý kiến các bạn như nào, hãy để lại comment cho mình biết. Và với cái tầm giá khoảng 4 triệu như này thì các bạn lựa chọn cái Redmi Note 11T Pro Plus hay các bạn sẽ lựa chọn Redmi Note 13? Hãy để lại comment cho mình biết. Hôm sau thì mình sẽ có video so sánh hai sản phẩm với nhau sau nhé. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chú ý là tham khảo tại Điện Thoại Hay, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ nhé.